Kính thưa các thầy cô giáo, thưa các quý vị. Tôi là Đinh Quang Ngọc, tổng chủ biên kiêm chủ biên cuốn sách giáo khoa dùng chất 8 thuộc bộ sách cánh diều. Hôm nay tôi xin giới thiệu và trao đổi cùng với các thầy cô quý vị về những đặc điểm nổi bật, những điểm mới của cuốn sách giáo khoa dùng chất 8. Như chúng ta đã biết, sách giáo khoa dùng chất 8 được biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, tiếp nối cuốn sách giáo khoa dùng chất 6,7 được xuất bản và phục vụ cho việc hoạt động dạy và học ở cấp trung học cơ sở. Sách có một số đặc điểm nổi bật như sau. À, thứ nhất về mặt cấu trúc, à, đảm bảo tính khoa học, logic và rõ ràng. À, nội dung cuốn sách được biên soạn trên cơ sở bám sát chương trình môn giáo dục chất 8 và được cấu trúc thành 3 phần chính: phần kiến thức chung, phần vận động cơ bản và phần thể thao tự chọn. Trong đó, ở phần kiến thức chung giới thiệu chủ đề sử dụng chế độ dinh dưỡng thích hợp với bản thân trong tập luyện thể dục thao. Phần vận động cơ bản gồm 4 chủ đề: chạy cự ly ngắn 100m, à, nhảy cao kiểu bước qua, chạy cự ly trung bình và bài tập thể dục nhịp điệu. Ở phần thể thao tự chọn gồm có 3 chủ đề theo 3 môn thể thao đó là bóng rổ, bóng đá và đá cầu. À, trong phần vận động cơ bản và thể thao tự chọn, nội dung kiến thức được chia thành các chủ đề, các bài học theo từng chủ đề và được tính toán để kế thừa và tiếp nối từ sách giáo khoa dùng chất 6, 7, đồng thời đảm bảo phù hợp với lứa tuổi học sinh và quy định về thời lượng với chương trình môn giáo dục chất 8. À, các bài học thì được sắp xếp theo trình tự dạy học và được cấu trúc theo 4 phần. Phần thứ nhất là phần mở đầu, trình bày hai nội dung. Mục tiêu yêu cầu cần đạt, trong đó xác định rõ mục tiêu, yêu cầu cần đạt đối với học sinh sau khi hoàn thành các nội dung của bài học. À, phần khởi động thì giới thiệu một số nội dung khởi động chung và khởi động chuyên môn. Phần thứ hai là phần kiến thức mới. Trình bày các cái nội dung kiến thức mới đưa vào bài học bao gồm các nội dung kỹ thuật, động tác và một số điều luật cơ bản. À, phần 3, phần luyện tập giới thiệu các cái bài tập luyện tập theo nội dung kiến thức mới và các bài tập phát triển thể lực liên quan và giới thiệu một số trò chơi vận động. À, phần thứ tư, phần vận dụng. Giới thiệu gợi ý một số nội dung để học sinh tự đánh giá và giáo viên đánh giá kiến thức của học sinh sau khi hoàn thành bài học, đồng thời định hướng nội dung vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Đặc điểm nổi bật thứ hai của cuốn sách đó chính là các cái chủ đề trong sách giáo khoa dung chất 8 được biên soạn theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh. À, mỗi chủ đề được thiết kế nhằm trang bị cho học sinh một số kỹ năng, năng lực nhất định giúp cho học sinh phát triển một cách toàn diện, đáp ứng được cái mục tiêu yêu cầu chung của chương trình giáo dục thể chất 8. Trong đó thì phần kiến thức chung à, giúp cho học sinh biết lựa chọn và sử dụng chế độ dinh dưỡng thích hợp với bản thân trong tập luyện thể sao. À, phần vận động cơ bản gồm có các nội dung như chạy cự ly ngắn, nhảy cao kiểu bước qua, chạy cự ly trung bình và bài tập thể dục nhịp điệu sẽ giúp trang bị cho học sinh một số cái điều luật cơ bản thực hiện được các động tác kỹ thuật, biết cách chỉnh sửa động tác, biết giúp đỡ bạn trong tập luyện và tham gia các trò chơi vận động phù hợp. Ở phần thể thao tự chọn thì giúp trang bị cho học sinh các cái kỹ năng vận động chuyên môn cơ bản đặc thù trong từng môn thể thao tự chọn như là bóng rổ, bóng đá và đá cầu. Các cái nội dung được chọn lọc và đưa vào trong các chủ đề thể thao tự chọn thì cũng giúp phát huy cái khả năng vận dụng kỹ năng chuyên môn vào thực tiễn hoạt động thi đấu thể thao cũng như các cái hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Đặc điểm nổi bật thứ ba là kiến thức trong các bài học thì được viết theo hướng giới thiệu, gợi mở nhằm phát huy cao độ cái tính chủ động sáng tạo của cả giáo viên và học sinh. Cụ thể thì trong phần luyện tập các cái bài tập luyện tập các trò chơi vận động được giới thiệu theo mục đích tập luyện và có định hướng thêm các cái hình thức tổ chức tập luyện giúp giáo viên và học sinh dễ dàng sáng tạo ra và phát triển ra thành các cái bài tập trò chơi tương tự, làm cho giờ học đa dạng, sinh động và hấp dẫn, qua đó khuyến khích học sinh tích cực chủ động tham gia học tập và rèn luyện trong phần vận dụng thì việc gợi mở định hướng nội dung đánh giá cái khả năng tiếp thu và vận dụng kiến thức của học sinh sẽ giúp cho giáo viên và học sinh linh hoạt hơn trong cái việc lựa chọn nội dung đánh giá học sinh và vận dụng linh hoạt kiến thức vào thực tiễn đặc điểm nổi bật thứ tư của cuốn sách đó là nội dung kiến thức được thể hiện rõ cái yêu cầu tích hợp và phân hóa các nội dung kiến thức trong phần kiến thức cơ bản là sự tích hợp giữa kiến thức về thể dục thể thao với kiến thức về y sinh học và các cái chủ đề bài tập thể dục nhịp điệu thì có sự tích hợp với âm nhạc vũ đạo tạo nên cái sự hứng thú sinh động cho các giờ thể chất. À, ngoài ra thì giữa các chủ đề khác nhau thì cũng có sự tích hợp, sử dụng chung các cái nội dung à, như ở phần khởi động chung ở tất cả các chủ đề. Một số nội dung chạy à, tích hợp vào trong cái chủ đề thể thao tự chọn. À, mặt khác, nội dung của từng chủ đề thì lại được lựa chọn một cách khoa học với những cái kiến thức đặc thù riêng của từng môn thể thao và được giới thiệu theo hướng gợi mở. À, do vậy học sinh trên cơ sở nội dung kiến thức giới thiệu trong sách có thể phát huy ở các cái mức độ khác nhau dựa trên năng lực vận động cũng như là cái khả năng tư duy sáng tạo trong tập luyện và vận dụng thực tiễn đối với giáo viên khả năng tư duy sáng tạo năng lực trình độ chuyên môn của giáo viên cũng sẽ quyết định cái tính hiệu quả trong việc sử dụng các kiến thức giới thiệu ở trong các chủ đề đặc điểm nổi bật thứ năm của cuốn sách là gì các cái chủ đề các bài học trong sách đáp ứng được cái yêu cầu đổi mới nội dung các chủ đề trong sách được thiết kế theo hướng gợi mở theo đó cũng đòi hỏi người giáo viên phải phát huy cái khả năng sáng tạo nội dung phương pháp giảng dạy mặt khác thì cũng kích thích học sinh hứng thú sáng tạo trong quá trình học tập chính vì vậy mà cũng phải đòi hỏi uh, cái cách thức phương pháp đánh giá phải đổi mới và không chỉ đánh giá của học sinh mà cả đối với giáo viên uh, trong cái cấu trúc của từng bài học việc xác định rõ ràng mục đích mục tiêu yêu cầu cần đạt của từng bài học đã giúp cho giáo viên học sinh định hướng được nội dung cần đạt uh, cần đánh giá trong uh, và sau cái quá trình học từng bài học mặt khác ở phần vận dụng mỗi bài học uh, thì đều có các cái phần định hướng các cái câu hỏi nội dung giúp cho học sinh và giáo viên có thể đánh giá được mức độ tiếp thu và vận dụng kiến thức đã được trang bị trong từng bài học. qua đó xác định được cái mức độ đạt được trong từng bài học. trên cơ sở đó thì có định hướng điều chỉnh hoặc tiếp tục tăng cường bồi dưỡng thêm cho học sinh ở các cái bài học kế tiếp. À, qua đó thì hoàn thành mục tiêu chung của chương trình giáo dục thủy chất 8 đặc điểm đối vật thứ 6, điểm mới về cách trình bày cũng như là hình thức của sách giáo khoa. Cuốn sách giáo khoa giáo dục chất 8 được trình bày theo các chủ đề, bài học và các phần của bài học. Trong đó thì mỗi phần đều sử dụng logo và các đề mục khác nhau tạo cái hiệu ứng bắt mắt và phù hợp với nội dung của từng phần. Ngoài ra thì cuốn sách có một số cái đặc điểm mới trong cái cách thức trình bày như sau. Thứ nhất là các cái phần trình bày thì có sự phối hợp hài hòa giữa kênh hình và kênh chữ. Trong đó thì ở phần kiến thức mới, kỹ thuật động tác được giới thiệu thông qua sự kết hợp giữa hình vẽ kỹ thuật với nội dung phân tích ngắn gọn và rõ ràng. Ở các cái phần luyện tập thì tỷ lệ nội dung luyện tập được sơ đồ hóa tăng lên kết hợp với cái phần mô tả bằng kênh chữ giúp cho người đọc dễ dàng hình dung cách thức tổ chức các cái bài tập và trò chơi vận động. Thứ hai là mỗi chủ đề thì được trình bày với màu nền khác nhau phù hợp với nội dung của từng môn thể thao cụ thể. Thứ ba là các cái sơ đồ hình vẽ thì có sự đan xen kết hợp giữa hình ảnh không gian 2 chiều, 3 chiều do vậy nó thể hiện rõ và sinh động hơn các cái nội dung tập luyện à, thứ tư nữa là các cái hình vẽ à, trong sách à, trong các bài học thì đều được tính toán đến cái sự cân đối về giới tính à, và có sử dụng trang phục phù hợp à, với việc tập luyện cũng như yêu cầu chung trong giờ giáo dục chất và từng môn thể thao tự chọn kính thưa các thầy cô giáo à, kính thưa các quý vị trên đây là những cái nội dung giới thiệu trao đổi một cách ngắn gọn về một số điểm chính điểm nổi bật của cuốn sách giáo khoa dục chất 8 tiếp nối từ cuốn sách giáo khoa dục chất 6 7 bộ sách cánh diều À, chúng tôi hy vọng cuốn sách này sẽ được các thầy cô các bạn học sinh trên cả nước tiếp tục đón nhận và sử dụng